Hôm nay rằm á mọi người. Mọi người gọi là tâm đi ra ngoài, tâm đi ra ngoài. Thank you Adam. Tôm lắm cơ. Tôm hư lắm. Dạo này tôm hư lắm. Idol thử che. Ôi cái này che này mình bị tôm ơi ra ngoài. Ôi trời ơi nhanh mà. Tâm ơi. Được rồi, đã được vào rồi. Ai được nào đấy? Sao á, không nhìn thấy này. Tại sao quá em không nhìn được. Tưởng tưởng hôm nay nhà có coi. Nhưng mà bây giờ mọi người cho về tí nữa mới làm. Bây giờ em rể với lại em gái đang nỡ ra làm. Nhưng mà tranh thủ trẻ tí nữa mới làm. Sumita tí nữa mới làm anh ạ. Bây giờ em phải ấy đã. Chè đây này còn đúng cây chưa chè được em. Thịt hôm nay thịt hai con vịt ngạn ơi, hai con vịt quay anh Hùng là mọi người vừa vào luôn nha. Bỏ tại tại nhiều tre quá. Bây giờ phải trẻ ta là chỉ có thích đĩa bay thôi. Hình như là đi đĩa bay về đón băng hay sao ấy. Hình như là đi đĩa bay từ Nhật sang đón băng hay sao ấy. Thích vậy đúng không? Cái này ra đấy. Sao quá dài quá so với quy định. Dám nắng làm khó đấy. Ủa. You Miu. Thật đi đám ma thì đi hai người không? Tháng cô hồn đi đám ma nữa. Gửi không được nhỉ? Bố mẹ em đang đi đám ma đây này. Dầm đi đám ma đi tận Cao Bằng đấy mọi người.
sao ơi là sao. Thank you anh. Sáng nay dậy thấy không thấy bố mẹ đâu rồi. Đi đám ma từ lúc sáng sớm. Cái này á, làm càng để nắng lại càng là ngày làm càng khó hơn. Để ngoài nắng ấy, không làm nhanh, không làm. Tâm đi ra ngoài. Tâm ơi. Ôi, cái cây nó cao quá. Cao quá. Mọi người ơi, sáng nay em pin top mà em quên mất mọi người ạ. Sáng nay em pin top quên mất 8:30 pin top nhưng mà quên mất tiêu. Hello mọi người vừa vào luôn nha. Thì làm cho vui. Việc làm việc này việc kia cho vui. Chứ ở nhà không vừa lắm. Ngạn này ngạn. Ngờ, gì nhỉ? Được lời chúc gọi là ăn salad 29 ngày. Yep. Về. Bố mẹ về chưa? Bố mẹ về chưa? Mọi người ạ,
Bố mẹ em thả ra đi tận này, đi tận Cao Bằng đi đám ma chứ, xa chết. Không có ai đi nên là bố mẹ rủ nhau đi á. Mọi người vừa luôn nha. Anh 990. Cảm ơn cây bàng. Lại ca này nhớ ấy, cứ đi ra ngoài kia chơi xong mà nhớ mình ấy, thỉnh thoảng xong mà về về một phát. Bye bye anh. Đợi chú mãi. Ủa, thế mọi người, thế đêm hôm qua like đến sáng à? Em vừa nãy em vào em vẫn thấy Diêu Khê like. Thế Diêu Khê like từ đêm qua đến giờ các anh cũng ngồi ở trong đấy đến giờ luôn á? Không ngủ à? Đêm qua các anh không ngủ à? Tâm ơi, Tâm ơi, Tâm được. Tâm, 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 Tâm. Nào, nào. Tâm, về đây. Tâm. Sao đấy? Tâm, sao lại đi đuổi gà? Nhốt vào bây giờ đấy. Minh Ngọc ngồi thôi à? Minh Ngọc rất treo. Sao anh Minh treo? Ông ấy treo có khi chẳng lúc nào không biết. Ôi, bó mát quá mọi người ạ. Thích. Sumita, hôm nay idol ngoan đúng không? Nhưng mà đeo găng tay làm chậm lắm. Xong rồi nó nóng. Đeo găng tay nóng với lại chậm lắm. Cái gì nó không đi vào ngoài à mà nó lên đây chơi, nó không đi vào ngoài à? Ín sắp tối đi nhở. Mọi người vừa à, chị thôi về không? Đấy, thử gọi xem về không, về gọi lên đây ăn cơm quên mất đấy, mấy hôm lâu lắm thì không gọi, nửa tháng không gọi chả biết. Nhìn xa xăm người ơi là lửa trời thương.
Có gọi được đâu. Hello, đi dạo chơi nhỉ? Về không chị? Yeah, từng làm lượt quay. Đây năn rồi. À thế à? Thế thôi, về để em xem cân. Để xem mua gì ông gửi mua nhá. Ok. Ok. Hello Nano, hello mọi người và luôn ạ. Công nhận ốc ngon nhỉ? Hay là mình đi nhặt ốc chiều à? Ôi ốc đó, ốc béo ngon ơi là ngon lắm mọi người. Hôm qua ăn một nồi ốc, à hôm qua nấu ốc ngon béo hả? Ôi trời ơi, sống chết.